Hello cả nhà đã đến với kênh Ốc Nhỏ Miền Tây. Hello cả nhà. Hôm nay mấy anh em mình đi đặt cặp chuột ngay cả nhà. Nói chung chuột cái này nhiều lắm. Bây giờ mình đi khóa kia để nó khóa hoại buồn này. Trắng luôn đó nghe không? Cái này chắc trắng luôn á. Ok em. Bây giờ sách luôn bự hơn Út luôn á. Gì anh? Con chờ ịt rồi con gì anh? Con chim hả? Ui, chim sao dính trong đây kì? Đi ăn á. Dạ. Bước xuống hả anh? Lấy đầu kìa, kép thằng kia đi dính. Con chờ ịt kìa tiếng ơi. Nó cao vậy anh, cũng giờ chua. Nó cắn không anh? Không, nó bổ con mà. Nó không cắn. Sợ. Con chụp nó ra, con thả nó ra. Đi xuống luôn chưa? Giống chim sẻ với ta. Mở ra rồi bành ra cho nó bay đi em ơi. Không bay đâu, con bắt nó ra mới được. Mở nó nhộng bắt ra anh ơi. Mày bắt nó ra được cả nhà ơi. Giờ mình thả luôn nghe cả nhà. Thả luôn. Giờ cho nó về thiên nhiên. Rồi. Nó chui vô lúa rồi. Rồi mình tiếp tục đi tiếp thôi. Tiếp tục. Cái gặp đầu tiên trong vườn. Với cái đầu tiên ở đó nữa đó. Cắm cờ. Đi tiếp. Con cá rô. Cá chuối ổn ổn rồi. Ở trời chuối. Đi bắt chuột nghe em, có đi đặt bẫy. Đi đặt bẫy thôi là lắm rồi. Anh đã dành nó đó. Chờ bữa mấy anh em mình xuống xử. Tiếp tục. Đi giữa vườn, vườn âm u. Đi em ơi. Lúa ở đây chưa cắt nữa. Thật là xong rồi cả nhà ơi. Giờ thì mấy anh em mình đi vô. Tối thì sẽ đi thăm, hẹn cả nhà tối nay nha. Chào cả nhà luôn nha. Hôm tối nay đi thăm chuột với mấy anh em, hồi chiều thì mình không có đi theo đặt tại vì bạn đi mua đồ cho hai bé rồi. Tối nay thì nói chung có vợ là vui rồi nghe. Giờ mời cả nhà theo chân anh em nha. Bữa nay cái giọng không biết có nhiều chuột không nữa. Giờ anh khen trong bụng nha cả nhà. Cống lan anh. Ừ. Anh này là em cống lan. Đồ kỹ rồi cái đó. Rồi cái giò trắng phiếu rồi em ơi. Cống lan là mình thả hả anh? Thả lắm. Thả vô rộng luôn. Con này cũng ăn được chứ chị. Thả rồi đó em. Em thả nha.
Thì thả vô rộng nha. Chiều nghe anh Nho nói là bị người ta đặt hết trơn rồi, giờ ảnh đi mót lại từng đường, nên là có 50 cái mà đặt cũng xa lắm, tuốt tuốt ở dưới giường luôn. Hơi bị xa đó em ơi. Cái này cạnh tranh không lại anh ơi. Chợ mình đặt nước chứ mang rồi đó. Đứa nước không em ơi. Làm chuồng nó hợp cái gì hay. Anh ơi, tối nay mà mình đem cái gọng này thì kiểu gì không dính chuột bự anh, nhiều nữa. Cái gọng quá khứ rồi. Khổng lồ luôn á. Cái gọng này anh khen cho mượn ngay cả nhà. Đó trên đây nè anh ơi. Không, trên đó có rồi. Trên đó có rồi hả? Anh có nhớ lộn không đó, tại vì mình có cấm cờ mà anh. Có cấm cờ. Hay là dính con chuột rồi người ta dở bẫy luôn à anh ơi. Không đâu, dở chắc cái kia dở người ta. Anh Nên với anh Khang bị mắc bẫy nhiều lắm phải không anh? Ừ. Dính chuột khá biết bự luôn cả nhà. Xịt tí hồn. Anh đặt hai cái gần nhau vậy anh? Ừ, hai cái hai đường á. Bày cái này. Ở trên đó có một cái có cái gặp sao bỏ lang thang trên vậy anh? Ừ, sẽ chịu anh lụm được cái đấy. Đó rồi. Không được cái nào chứ không sao. Cái đường này không được nhưng mà cái ngon lắm. Dính con kia còn chạy nữa. Hơi bị to đó. Trong vườn mít đi nãy giờ đổ mồ hôi luôn anh. Quá mệt được luôn. Có một con à. Chứ giờ chịu thôi em ơi, giờ chưa gì hết đồng nghiệp đặt hết rồi. Mình chậm tay anh ơi. Ôi trời, mình đặt làm clip bị bạ nó chứ có đâu có ấy đâu. Người ta đặt buôn bán. Dừng mít đi là khòm không có đứng thẳng lưng luôn. Đâu anh nhảy thẳng lưng mà. Cũng khiếp luôn. Quá khủng rồi cả nhà. Sắp hết bảy mà có nhiều rồi đó. Trời. Buồn quá anh ơi. Có gì phải buồn không? Vài con chuột leo ngoe cho buổi tối mấy anh em. Một đuôi luôn. Giống mấy bà bán cóc ổi làm diễn tả dữ gì bà, giọng khổng lồ em ơi, diễn tả gì giống mấy bà bán cóc ổi nghe ghê không. Sao anh công nhân wow. Hết cái giọng luôn. Hết cái giọng luôn hả em? Hết cái giọng luôn. Em ơi, anh Vĩnh lại nè. Nó khừ là biết rồi đó chị ơi. Trời. Anh ơi. Cái vụ gì đây? Không phụ lòng mấy anh em mình anh ơi. Công nãy giờ đi vòng vòng cái vườn mít. Nó bự quá đi. Nó bự thiệt đó chị. Hết cái giọng luôn. Rồi. Vô mánh rồi anh ơi. Ở đâu mà đâu đây nữa. Ờ, con chuột ở cái gặp nhỏ vậy mà chuột cũng vô vừa anh. Vô mình không xe chở được luôn á. Ủa, anh đặt hướng nào tại? Anh đặt hướng đi ra lúa hay gì á. Đi vô, quay cái gặp vô, quay cái mỏ vô. Nha, nhìn bốn con nó chụm mà con này đứng mình luôn nè nha. Đúng rồi em, con đó là bá chủ nữa rồi em ơi. Đâu biết đâu mà. Mì kèm
Mini ha anh. Mini. Con em đó vô khủng ghê quá em. Đúng rồi anh, nó hung dữ. Hai con này nó sợ là chị nó trốn vô góc luôn. Đây. Từng đó bự không? Không quá. Có một con vô đấu chậu nữa rồi. Mình nó dính này cái mình đặt lại mà mình đổi ha anh. Đổi hướng em. Đổi hướng. Kiếm hơi ánh sáng này nó không dính nữa không? Một thẻ một em. Hy vọng về giường này gỡ gạt. Lụm một em nữa. Mini. Lụm ha anh. Lụm. Trọt gì ba giờ chuyên nghiệp ha. Vậy mới được chứ. Hết gặp luôn rồi. Giờ cho cái cho cả nhà xem thành quả em ơi. Cũng khá khá nhưng mà có con cống nhâm làm điểm nhắn rồi. Đó. Bên đây bầy chuột nhỏ này chị ạ. Hẹn cả nhà sáng mai anh em mình để đi thăm chuột tiếp. Rồi ok, vào thôi. Bây giờ mấy anh em mình đi vô nhà gọng chuột. Giờ mấy anh em mình đang trên đường đi vô cái chỗ này nãy thăm rồi mà giờ dính nữa. Cái số. Lại được một em. Này mình lời anh ơi, vậy hồi vậy mình đảo rồi mình thăm tiếp đi anh ơi. Trời trời trời. Vợ nói gì mày nghe sao căng thẳng quá vợ ơi. Trời này con này xấu số. Vô gần tới nhà luôn rồi. Xíu nữa. Đi em ơi. Chào cả nhà buổi sáng luôn nha. Chào cả nhà buổi sáng. Sáng nay mấy anh em mình lại đi thăm chuột tiếp cả nhà ơi. Lạnh quá. Sáng nay mình gom 7 giờ luôn nên là không có đem cái gọng theo, đem cho sách theo. Tối chỗ này không có dính nè anh. Sáng nãy dính mà nó tùng tới nổ mà lọt. Như mưa luôn rồi. Hai này để đây đi em ơi. Hồi gì lấy? Tại cái gặp này gặp cống nhâm. Dính nữa hả? Bảy này là hôm giờ là ba cái em nè. Một mặt này kia không dính là không một đó. Chỗ mà ba con chuột luôn. Cống làng nha cả nhà. Là cống làng nha. Chỗ này hồi tối cũng không dính. Dính hả? Không anh. Chỗ này tối dính. Dính hả? Ủa gì hả? Có cái trên đó không? Thăm đi em. Chục mini. Lên chỉnh nhổ cờ kìa em. Dính chục bự giờ là dính nguyên bài chục con. Dính chục con nữa là dính nữa hả? Chỗ này sáng là dính hết hả? Tối nó đi ăn anh ơi. Đi mày. Lợi nãy giờ ra tới kinh 500 luôn. Quá bự hả? Xa quá xa luôn mà dính con chuột thất vọng quá. Đi tiếp đi em. Có dính chuột là mừng rồi đó. Có vụ thất vọng em. Anh ơi, dính nữa kìa anh ơi. Thằng khủng. Cục nữa chị ơi. Vậy mới được chứ. Thôi kệ. Gặp nào cũng dính là được rồi. Dính nữa rồi kìa. Nổ. Này con này dính rồi. Thấy chưa. Rồi để vô đây luôn em ơi. Cho vô giỏ em ơi.
thằng này không dính luôn anh. Mấy thằng này không dính luôn, ba bốn cái liên tiếp luôn. Ra kênh 500 xong rồi tiếp tục đi xuống cái vườn mít ở dưới. Là đi vòng 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 luôn. Vườn mít nữa là hết rồi cả nhà ơi. Sáng nay thấy hơi ít thấy ăn. Đúng rồi chị. Mình hồi giá chỗ kia với chỗ cũng nhâm nữa ok. Vậy sao anh? Im dữ gì? Đi chỗ này ngay ổ rồi. Không con cực bự giờ này, làm thêm con nữa. Đã. Quá đã. Em chứ thấy chợt quá chợt. Chợt xuống xịn không, sáng giờ mấy lần luôn rồi. Hai con luôn. Gặp hai con. Gặp hôm nè. Hôm dính chuột bự giờ dính thêm con chuột bự nữa. Đã qua cả nhà ơi. Vô luôn anh. Vô được mà sai. Trong mình xài còn vài cái nữa. Sáng cái hàm này bông súng quá đẹp luôn anh ơi. Bông súng đó, bông sống ngon nha. Nở gỗ hết trơn luôn kìa. Bông sống thì nó chua gì đó. Bông chua đúng bài anh ơi. Nhìn kìa nha em. Nhiều ghê luôn á. Dính cái hông. Cái bên đây nó dính. Lứa không mạnh ơi. Chuột bự chịu ra. Không anh, chuột bự chắc bị diệt hết anh ơi. Với lại bị cao thủ dính trước của mình nè. Trong đây nguyên bài lứa nè. Sáng nay im anh ơi. Ừ. Gặp nào cũng dính. Còn cái vườn mít ở dưới thì thôi, đi mỏi cái chân luôn. Vậy? Không thấy con nào hết. Lợp này của anh đặt hả? Ừ. Nhỏ quá. Dính gắn luôn rồi, dính được gắn hổ hành. Thả quá em. Vậy chó ra luôn đi anh ơi. Coi chó đi anh ơi. Đi đi. Giờ mấy anh em mình cũng về tới nhà rồi. Mở gặp cho chuột vào ổng thôi. Dính cũng khoảng 1 ký ngoài chuột rồi. Hồi tối cũng khoảng 1 ký mấy nữa. Sao sữa nó ướt đi anh? Nãy nó lọc mưa nè. Cái ổng này nó có chia ra 3 tầng. 2 về. 2. Chuột cũng mang xong rồi nè. Nè có một con chuột cúng nhum nên là bự quá bự luôn. Với lại mấy con chuột cơm rồi chuẩn bị thêm 2 cái bóng tượng. 2 cái bóng tượng này thì một hồi sẽ
muối chiên, và cải thìa thì mình sẽ nấu canh, rồi chuột thì sẽ làm món kho sả ớt. Đây sả đây. Út xách sả giùm chị nha Út. Ớt luôn em. Làm cho nó cay, nó cay thì nó sẽ ngon. Hôm nay mình được chuột cũng nhân nên là vô mánh. Nhiều thịt lắm em. Con cá bóng tượng này thì mặn xong rồi giờ xẻ thịt khứa khứa nó ra gì nè. Hồi muối xả là nó thấm. Tiền bầm xả xong rồi sẽ cái gì nha? Cái thìa. Cắt cái thìa. Cái này cắt cho làm hai chị. Đúng rồi, em cắt cây riêng, cây lá riêng mà mình nấu cây trước, nhưng mà em tét ra. Út bằng một chén xả ngon ghê luôn nè. Nhìn thôi thấy thèm rồi đó. Bây giờ chị sẽ kho chuột hôm nay. Kho bằng mỡ đi, thử mỡ. Mỏ chị ơi. Lỗi rồi. Mình cho củ hành tím với tỏi vào thử. Nãy chị chặt cái em, con chuột cũng nhum mà chặt mê luôn. Thịt quá thịt luôn. Chén xả nó nhiều quá, nhiều luôn á chị. Đó, chị để hết chén xả luôn, hai trái ớt luôn em. Kho lên một hồi nó ráo nước hết là được rồi. Chín hả chị? Dạ, chị sẽ kho cá, ấy lộn, chị chiên cá nha. Hello, hello. Hay nhô. Giờ chung củi dữ vậy? Dạ. Quá trời đầy cái lò luôn mà phét để anh phét ra chứ. Không anh, tại gì á? Chụm mấy cái này nè. Không có than, nó không có than. Xong rồi đó. Đi hoài quen hả em ơi? Nhăn xíu nha.
hai cá bóng này sáng chạy em mua quá vậy? Em mua hai con cá bóng với lại hai bó cải thị anh. Cũng bài luôn ha. Chuột thì xào tớp em xào xong rồi. Thì dạ không mua cải kia không sống vậy? Cải kia hả? Lâu lâu có rồi. Cải thảo nó không có nhiều. Em ơi. Dạ cái để thôi hồi mình không thay chứ nó khác cũ lắm anh ơi. Mình thấy cá bóng mình sao mau chín quá vậy ơi. Bóng mau chín là anh hay, hay là tại em trẻ nó ra. Trẻ vậy anh muốn nó thấm. Đúng bài luôn. Miếng nắc. Chín rồi anh ơi, em cho gia vị nè. Ủa sao tự nhiên có cái đuôi ghê ra ngoài rồi. Đúng là mà cá mà chiên nó cái ấy quá thì nó lại khô. Đúng rồi anh, nhưng mà nó mềm quá thì nó lại sống. Dạ, không anh, nhưng mà Phúc ơi, vô nấu giùm chị đi Phúc ơi. Sướng mắt cho gì ba. Anh hãy tới cùng chị. Để chị bắt lò đốt lên rồi em nấu giùm chị nghe, chị vô chị nấu cháo. Con bé chi. Nấu chiều cả nhà ơi. Tí nữa đây, con nước này hết khóc rồi. Nước nhiễu vô dầu nó sâu kìa em. Rồi mình cho miếng muối vô luôn đi anh ơi. Ok. Để em cho nữa là Ui. Rồi nước sôi rồi mình cho. Cái này là cải ha. Cải vào. Muối rồi phải không? Cho vô miếng đường. Đó thôi. Cho vào tí nọ. Xong. Có một dòng xong. Sau đây nha ơi, mình cho lá vào, lá cải vào. Mình chia ra đọt với gốc. Bây giờ gốc vô chính rồi giờ tới đọt. Cái này là lá. Lộn. Giờ canh chín rồi, cho hành vào rồi nhắc xuống rồi. Nhìn anh ngồi y gan mấy người mẫu chuyên nghiệp vậy đó. Giờ múc ra luôn nghe cả nhà. Canh nóng rồi mình bắt lên, chuột lên lại cho nó riu riu cho nó nóng luôn nghe cả nhà. Chuẩn bị ăn cơm rồi anh ơi. Đổi rồi. Cái này mình nấu canh không, mình phải có con cá lóc nữa là nấu ngon lắm anh. Vậy sao vợ sáng mua hai cá bóng không mua thêm con cá lóc ta? Thôi anh ơi. Tại vì nấu hồ không cho phép hả? Ý là em tính mua luộc á anh, mà tại em nấu canh cho có nước. Trời nóng rồi nghe cả nhà, giờ mình múc ra nha. Anh ơi, chuột xào sợi ớt cũng ngon, xào bao găm cũng ngon. Món này ai chỉ em vậy em? Ai chỉ hả? Thì anh hỏi khó quá cho qua đi. Cái đồ cũng nhùm con dữ ra con. Dạ hồi tới ăn cơm luôn nha. Sáng giờ giật máy, sáng giờ giật máy cả nhà ơi. Có cha thì múc cái lá gan bự ra trước. Phải à, gan. Chừa cho cha cái lá nha, gan cũng nhùm. Trời ơi, là hộp bóp rồi. Cá bún tượng cũng chiên xong rồi. Chuột kho sớ ớt, này cải thề nấu canh. Giờ mời cả nhà dùng cơm chung với mấy cha con mình luôn nha. Mời cũng đã chín rồi cả nhà ơi. Sớm giờ Út không có nhà thăm gia với ốc vỏ cũng được ngồi ăn cái nhà mắt giật máy cắt mời cả nhà dùng cơm. Bữa anh Tú ghé chơi nghe cả nhà. Hôm nay anh Tú xuống đặng sơn cái chạy cho làng nữa nè cả nhà. Đó. Bốn chậu luôn. Bốn chậu nhậu. Ăn lên Tú. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha.
Trộn quá ngon rồi Dũng ơi. Xin vô anh. Đây nè. Anh Tú là làm thợ sơn sơn sao anh Tú? Sơn nước, sơn bi u. Dạ. Sơn giường hộp, sơn tủ, rồi đánh bóng nhà. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà nha. Rồi, mời cả nhà luôn nha. Giờ mai cái này mình ăn nha. Cái thìa nha. Cái thìa. Cái thìa nó ngon đâu mà hết chốt. Hết chai. Anh Tú hôm bữa lần đầu tiên xuống cái mấy chị em đâu có biết đâu, đi mà bắt ếch cái nướng anh Tú không ăn được. Hôm nay có chuẩn bị cá chiên cho anh luôn nè. Bữa đó bữa đó. Dạ. Bữa đó bắt được con rồi. Cá này bắt luôn hả chú? À, mua. Mua. Bữa nó bắt được. Cá này nó không bằng cá bắt con hổng nè, bắt hổng nó dễ thịt. Dạ. Con cá nhỏ xíu gì mà ngon hay anh? Ừ. Không phải mình mấy đâu. Lớn á, nó không có tập tạ, nhỏ nó tập tạ, căng chắc. Mình nó phải nhẹ trở nó mới dễ, còn đi cơ gạo nó cứ cơ nó bấm như vậy. Mình gạt ra, mình mới tay nó chưa biết lúc. Mình lúc đó con cho, dạ con cho nhiều. Anh không ăn được chuột hả anh? Không. Cải đừng nấu gì chút. Một lần. Dạ nó nấu canh anh nè. Dạ. Tính luộc. Thịt anh không ăn được luôn hả anh? Không phải, phải rồi nấu thịt. Dạ. Tại lúc đầu tính luộc chấm rau anh ơi, nhưng mà món này cũng chế nữa đó, dự định về là luộc mà giờ hai ra thành nấu canh luôn rồi. Nãy nó mới thèm nó giống trò mà thử khúc mắm nóc đúng không? Có một đàn chưa? Có hổm bữa hè nó giống trò miếng. Dạ, bữa hổm hổm anh Tú có cho mình mắm cá lóc của cha rồi có cho Tư á, mà khen ngon quá trời ngon luôn. Ở đây ai cũng khen hết á anh. Mắm đặc sản Châu Đốc mà. Không phải, anh biết mua mới được. Không biết mua nó ốp màu đúng, nó làm mà quá chắc, để vô ăn không ngon. Còn ốp lâu chút nó ngon, nói gì đó. Tại nhà anh Tú là ở trên Châu Đốc mà Châu Đốc là bán mắm nhiều lắm. Ảnh bả trẻ anh biết mắm ai bán ngon. Dưa mắm cũng ngon nữa anh. Dưa mắm để vô cái tương với leo hổm cái trái sắc sắc cho chút rồi ăn với mặn chanh vô. Không biết mua rồi. Mấy cái món đó là món đặc sản của vùng mình không ạ? Lấy chịu lên hả? Tem ốc nhỏ cũng dùng bữa xong rồi cả nhà ơi. Sẽ kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà video sau nha. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà luôn. Nhìn nha em. Nó dán cho chị hai. Cái đó này chú biết nhiêu tiền nè.